Ra mở cửa đi. Anh ví này mà chả thấy ship đâu kìa. Ê, đồ của tao. Cái này là đồ cấm, tao mua trên dark web. Mày điên à? Bỏ một đống tiền ra mua thứ này. Ui, không phí đâu nha. Cái này, đâu rồi? Nhìn cũng ghê thật, chắc bỏ rồi. Tao thấy đẹp mà. Đêm hôm rồi mày ăn cái gì đấy? Này. Mặt ngon lắm.